Kính thưa quý khán giả, dự án một luật sửa đổi bổ sung 7 luật gồm luật chứng khoán, luật kế toán, luật kiểm toán độc lập, luật ngân sách nhà nước, luật quản lý sử dụng tài sản công, luật quản lý thuế và luật dự trữ quốc gia dự kiến sẽ được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15. Đây là dự án luật quan trọng, nếu được thông qua, kỳ vọng sẽ tháo gỡ những vấn đề vốn mang tính cấp bách, điểm nghẽn của nền kinh tế, đặc biệt là thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Đây cũng là nội dung được báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính phân tích trong bản tin Chuyển động kinh tế góc nhìn chuyên gia hôm nay với chủ đề Dự án một luật sửa 7 luật, kỳ vọng khai thông thị trường trái phiếu. Mời quý khán giả cùng theo dõi. Thưa quý khán giả, trao đổi với báo giới, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, sau khi được Chính phủ đồng ý, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chấp thuận, Bộ Tài chính đã chủ trì soạn thảo, trình Chính phủ, trình Quốc hội dự án luật sửa đổi, bổ sung 7 luật thuộc lĩnh vực tài chính theo trình tự thủ tục rút gọn, tập trung vào các vấn đề mà thực tế đòi hỏi, yêu cầu và luật cũng có hiệu lực ngay sau khi được phê chuẩn. Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, dự án luật này tập trung giải quyết những vướng mắc có thể kể đến như tháo gỡ điểm nghẽn trong cơ chế chia sẻ, phân bổ, huy động nguồn lực ngân sách nhà nước, tài sản công, nhằm huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính nhà nước cho tăng trưởng kinh tế. Các nội dung này được thể hiện ở việc sửa luật ngân sách nhà nước, luật quản lý, sử dụng tài sản công. Luật sửa đổi sẽ đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ, tăng cường phân cấp, phân quyền cho các cấp, đúng tinh thần chỉ đạo của Đảng, Tổng Bí thư là phân cấp mạnh để địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Quan điểm này thể hiện trong sửa luật ngân sách nhà nước, luật quản lý sử dụng tài sản công, luật kế toán. Bộ Tài chính cũng đề xuất trong luật sửa đổi các giải pháp và biện pháp mở rộng cơ sở thu, nhưng đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, đảm bảo sự công bằng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế. Nội dung này được thể hiện trong sửa luật quản lý thuế. Luật mới cũng đề xuất các chính sách hướng tới đảm bảo tính công khai, minh bạch và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư, quyền tiếp cận nguồn vốn của doanh nghiệp, thu hút các nguồn lực của nhà đầu tư trong và ngoài nước, đảm bảo phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán một cách bền vững. Những nội dung này thể hiện trong nội dung sửa luật chứng khoán, luật kiểm toán độc lập, luật kế toán. Theo nhiều ý kiến, luật ngân sách nhà nước sửa đổi sẽ là mấu chốt quan trọng cho kích hoạt nền kinh tế, bởi nếu khai thông sẽ tạo ra nguồn lực tổng thể, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả trung ương và địa phương, đẩy nhanh các tiến độ đầu tư các dự án hạ tầng trọng điểm của đất nước, đóng góp vào sự phát triển của kinh tế xã hội của từng địa phương, của vùng, của cả quốc gia, không những ở thời điểm hiện tại mà còn trong tương lai. Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho rằng có thể thấy thời gian qua Quốc hội đã ban hành nghị quyết thí điểm cho phép một số địa phương được sử dụng ngân sách địa phương để đầu tư vào các công trình dự án trọng điểm của trung ương và trên địa bàn. Nội dung này cũng đã được luật hóa trong luật thủ đô. Một số công trình hạ tầng trọng điểm đã được thực hiện và thực tế đã phát huy hiệu quả tích cực. Có thể kể đến nhiều dự án thực hiện theo cơ chế này như các tuyến đường vành đai của Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, dự án sân bay Điện Biên, dự án cầu Bạch Đằng nối thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh, dự án cầu Như Nguyệt. Trên cơ sở chủ trương của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Bộ Tài chính cũng đề xuất với Chính phủ trình Quốc hội bổ sung nội dung này trong luật ngân sách nhà nước để làm sao chúng ta huy động được nguồn ngân sách của các cấp, các địa phương tham gia đầu tư vào các dự án hạ tầng quan trọng có tính chất liên vùng, liên tỉnh, liên quốc gia, thậm chí là liên quốc tế. Trong số 7 luật sửa đổi lần này, dư luận đặc biệt quan tâm nhiều đến luật quản lý thuế sửa đổi và luật chứng khoán sửa đổi vì có phạm vi tác động lớn đến nhiều nhóm đối tượng. Vậy khi hai luật này được thông qua, các chính sách này có tháo gỡ được các điểm nghẽn thực tế hay không? Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, đối với luật quản lý thuế hiện hành, chỉ có Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thẩm quyền xem xét quyết định hoàn thuế, trong khi cả Cục Thuế và các chi cục thuế đều thực hiện việc thu thuế. Do vậy, khi luật quản lý thuế được sửa đổi, việc phân cấp cho chi cục trưởng chi cục thuế có thẩm quyền xem xét hoàn thuế đối với những hồ sơ thuế mà chi cục thuế quản lý, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, rút ngắn thời gian xem xét hoàn thuế. Đối với luật chứng khoán sửa đổi sẽ quy định theo hướng tôn trọng quyền đầu tư của các nhà đầu tư cá nhân. Do đó, Bộ Tài chính không đề xuất sửa đổi các nội dung liên quan đến quyền đầu tư của nhà đầu tư cá nhân trên thị trường. Nhà đầu tư cá nhân được quyền đầu tư tất cả các loại trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng hàng hóa trên thị trường,
hạn chế rủi ro và đảm bảo quyền lợi trong hoạt động đầu tư của các nhà đầu tư cá nhân, khắc phục những hạn chế của thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong thời gian qua. Dự thảo luật chứng khoán sẽ nâng chất lượng của trái phiếu doanh nghiệp. Như vậy, có nghĩa đối với trái phiếu phát hành ra công chúng, tất cả các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức, không phân biệt là chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp, đều có thể tham gia. Tuy nhiên, Bộ Tài chính sẽ đề xuất sửa đổi quy trình phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ ra công chúng phải có xếp hạng tín nhiệm, có tài sản đảm bảo hoặc có bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng. Về vấn đề này, giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Thơ cho biết, phần lớn dư luận sẽ ủng hộ cách tiếp cận tiên phong của Bộ Tài chính trong việc xóa bỏ tư duy lập pháp, tức cái gì không quản được thì cấm. Như vậy, với dự án sửa đổi luật chứng khoán lần này, Bộ Tài chính đã dựa trên cách tiếp cận tường cao vườn rộng cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Tường cao nghĩa là siết chặt và nâng cao chất lượng nguồn cung trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ từ các doanh nghiệp phát hành. Vườn rộng tức phía bên cầu các nhà đầu tư chuyên nghiệp cá nhân sẽ được thử thách khắc nghiệt hơn so với các quy định trước đây, tức sẽ phải nắm giữ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong thời gian dài 3 năm. Tuy nhiên, một vấn đề giáo sư Thơ cần đặt ra là quy định ba có trong dự thảo, tức doanh nghiệp muốn phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ phải có xếp hạng tín nhiệm, có tài sản đảm bảo và có bảo lãnh ngân hàng. Theo giáo sư Thơ, lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán vốn rất phức tạp và có liên thông với nhau. Quy định về lĩnh vực này trên thế giới không bao giờ áp đặt chung cùng một khung quy định. Chẳng hạn, một nhà băng có tổng tài sản cao sẽ nằm ở khung quy định khác so với nhà băng có tổng tài sản thấp, doanh nghiệp nặng chỗ này nhẹ chỗ khác và ngược lại. Tương tự, một công ty đại chúng niêm yết có bề dày chục năm, liên tục có lãi, chịu sự điều tiết và giám sát của nhiều quy định, vẫn phải áp dụng khung ba có cùng hạng với các doanh nghiệp không đại chúng, thậm chí các công ty bình phong trong hệ sinh thái khi phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, thực sự có điều gì đó không ổn. Tuy nhiên, giáo sư Thơ cũng đồng quan điểm với Bộ Tài chính, thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ có rủi ro rất cao. Do vậy, có thể thông cảm cho cơ quan soạn thảo cần phải đặt ra các quy định như dự thảo để ưu tiên bảo vệ nhà đầu tư, cũng là để bảo vệ niềm tin cho toàn thị trường. Vì chỉ cần một sự cố cho một khu vực nào đó, như các doanh nghiệp bất động sản đã xảy ra, có thể lây lan toàn thị trường và ảnh hưởng đến các doanh nghiệp làm ăn chân chính khác. Nhưng theo giáo sư Thơ, Bộ Tài chính có thể cân nhắc bỏ nguyên tắc one size fits all, tức không áp đặt kích cỡ ba có cho cùng loại các doanh nghiệp. Nói như vậy là giáo sư Thơ muốn phân loại doanh nghiệp phát hành trái phiếu riêng lẻ. Chẳng hạn, đối với doanh nghiệp chưa thử thách, Bộ Tài chính phải đặt ra 5 có, như thêm 2 có, rằng doanh nghiệp phát hành phải 3 năm liên tục có lãi, phải có đòn bẩy nợ không được vượt quá tỷ lệ nhất định so với vốn chủ sở hữu. Nhưng riêng đối với doanh nghiệp đại chúng niêm yết, Bộ Tài chính nên cân nhắc bỏ quy định cần có bảo lãnh ngân hàng, thậm chí bỏ tài sản đảm bảo nếu thỏa mãn thêm nhiều cái khác, như nhiều năm liên tục có lãi. Luật nên hướng đến tăng cường khả năng quản trị của chính bản thân doanh nghiệp thay vì luật kiểm soát cái doanh nghiệp không kiểm soát được, như phải được sự đồng ý bảo lãnh của người khác là ngân hàng. Quy định như vậy sẽ hạn chế sự phát triển của thị trường đáng kể. Áp dụng cách tiếp cận 5 có hoặc nhiều có khác tùy theo tình hình thực tế để đảm bảo sẽ thử thách cao độ các doanh nghiệp đầy rủi ro tham gia thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Nó sẽ loại bỏ các doanh nghiệp không nghiêm túc một cách đáng kể. Điều này sẽ giúp cơ quan quản lý tập trung nguồn lực giám sát các doanh nghiệp ít rủi ro hơn. Đối với các công ty đại chúng có thành quả tốt trong nhiều năm, lại được điều tiết ở nhiều bộ luật như luật doanh nghiệp, luật chứng khoán hay nhiều quy định, thì chỉ cần áp dụng ba có hoặc bốn có. Kính thưa quý khán giả, trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ là thị trường của niềm tin, của sự riêng tư. Có khi các doanh nghiệp phát hành đâu muốn chia sẻ bí mật kinh doanh mà ta phải áp đặt, phải có bảo lãnh ngân hàng. Trong khi vẫn còn nhiều tiêu chí khác để kiểm soát rủi ro. Như ở Singapore, tất cả tiêu chí định lượng chưa phải là tất cả. Nếu thấy có vấn đề, cơ quan quản lý của họ sẽ thực hiện các bài kiểm tra định tính để kiểm tra thêm chất lượng các doanh nghiệp phát hành. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng dành cho bản tin Chuyển động kinh tế góc nhìn chuyên gia của báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính hôm nay. Chân thành cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại.